Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Nga ồ ạt phóng tên lửa sang phẳng nhiều cứ điểm quan trọng của Ukraine. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng trong ngày 6 tháng 6, các lực lượng Nga phá hủy một cơ sở lưu trữ UAV và một bãi phóng UAV của Hải quân Ukraine. Trong ngày qua, các đơn vị máy bay tác chiến chiến thuật, UAV, tên lửa và pháo binh Nga phá hủy một kho chứa và một điểm phóng UAV của Hải quân Ukraine. Các cứ điểm triển khai lính nước ngoài cũng như các cụm nhân lực và khí tài của Kiev tại 127 khu vực khắp chiến trường, bộ này tuyên bố. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, mưa tên lửa của họ đã khiến phía Ukraine chịu thương vong khoảng 140 binh sĩ tại Kharkiv trong ngày qua. Các đơn vị thuộc nhóm tác chiến miền Bắc của Nga cải thiện các vị trí tiền tuyến gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị quân sự cho nhiều lữ đoàn bộ binh cơ giới và lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ của Ukraine hoạt động tại Kharkiv. Các lực lượng Moscow cũng phá hủy nhiều khí tài hạng nặng của Ukraine, gồm một xe tăng, hai xe bọc thép chở quân, 7 xe cơ giới quân sự, một pháo tự hành Panhaubitze 2000 do Đức sản xuất, hai pháo tự hành D-20, ba pháo tự hành D-30. Tại Donetsk, quân Nga hạ khoảng 1.135 binh sĩ và hàng loạt khí tài chủ lực của Ukraine trong ngày qua. Phía Kiev tổn thất nhiều nhất là ở các khu định cư Vernekamenskoy, Zelivetovka, Kontaninovka và Kudiumov với hơn 640 binh sĩ Ukraine bị hạ. Các khí tài quân sự Ukraine bị Nga phá hủy ở Donetsk gồm xe bọc thép chở quân M113, pháo M198, pháo M777, pháo M-STAB do Mỹ sản xuất, pháo D-20, pháo D-30, hệ thống tác chiến điện tử Bukovel AD, súng chống tăng Rapira, các kho đạn giả chiến, v.v. Trả lời phỏng vấn tại thủ đô Moscow, Nga vào hôm 22 tháng 2, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Dmitry Medvedev cảnh báo rằng việc các nước phương Tây gửi máy bay chiến đấu F-16 tới Ukraine có thể kéo theo nguy cơ xảy ra xung đột hạt nhân, theo hãng thông tấn TASS. Đài Russia Today thông tin, các quan chức Nga trước nay luôn cảnh báo rằng việc phương Tây gửi F-16 tới Ukraine có thể dẫn đến nguy cơ leo thang xung đột ngoài ý muốn vì máy bay này có thể triển khai bom trọng lực hạt nhân. Ông Medvedev nói, chẳng ai mong muốn một cuộc chiến hạt nhân nổ ra, nhưng nếu F-16 tới Ukraine, chúng tôi không chắc quân đội nước này không dùng F-16 triển khai các đợt tấn công hạt nhân vào Nga. Ông Medvedev lưu ý rằng, các đồng minh của Ukraine có thể không nhận thức được nguy cơ quân Kiev sử dụng vũ khí hạt nhân tấn công Nga. Ông còn nhấn mạnh rằng, viễn cảnh này sẽ buộc người dân phải trốn trong hầm trú ẩn và đẩy thế giới đến bờ vực của ngày tận thế. Phía Ukraine và phương Tây chưa phản ứng về phát ngôn của ông Medvedev. Quân đội Ukraine đã liên tục kêu gọi các đồng minh phương Tây viện trợ máy bay chiến đấu F-16 để chống trả các đợt không kích của quân Nga và chiếm lấy ưu thế trên không. Các thành viên thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang tích cực hỗ trợ huấn luyện phi công Ukraine sử dụng F-16 và F-16 sẽ tới Ukraine sau khi các khóa huấn luyện này kết thúc. Tờ Financial Times dẫn ước tính của trường kinh tế Kiev KSE Ukraine rằng Ukraine tổn thất tới hơn 250 tỷ USD về kinh tế và cơ sở hạ tầng tính từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Trong khi đó, các nước phương Tây đã phong tỏa khối tài sản tổng giá trị hơn 300 tỷ USD của Nga ở nước ngoài nhằm ngăn Moscow thu lợi phục vụ chiến sự. Thậm chí các nước này còn muốn tịch thu số tài sản bị phong tỏa của Nga để viện trợ cho Ukraine tái thiết. Theo hãng tin Reuters, tính đến nay, Liên minh châu Âu đã phong tỏa khối tài sản tổng trị giá hơn 200 tỷ USD của Nga. Bỉ, nước đang đảm nhận chức chủ tịch Hội đồng EU, thông báo rằng các thành viên EU đã nhất trí dùng phần lợi nhuận từ các tài sản bị đóng băng của Nga ở châu Âu để viện trợ Ukraine tái thiết. Theo Reuters, thỏa thuận này sẽ sớm được phê duyệt và kiểm tra pháp lý trước khi đưa vào áp dụng. Mỹ phong tỏa hơn 5 tỷ USD tài sản Nga ở nước này, theo tờ Politico. Tháng 6 năm 2023, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cho phép Mỹ tịch thu tài sản Nga viện trợ Ukraine tái thiết. Dự luật này vẫn cần được Thượng viện thông qua và Tổng thống Joe Biden ký thành luật.
Theo Politico, dự luật trên gồm các điều khoản quan trọng như 1. Đảm bảo Nga sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại gây ra ở Ukraine. 2. Cấp quyền cho Washington tịch thu tài sản Nga ở Mỹ và chuyển những tài sản này cho Ukraine tái thiết. 3. Cho phép Bộ Ngoại giao Mỹ làm việc với các đối tác và đồng minh nhằm tịch thu thêm tài sản Nga ở nước ngoài. Ngoài những nước trên, Canada cũng đóng băng hơn 3 tỷ USD tài sản Nga ở nước này, theo đài CBS News. Tháng 6 năm 2022, Canada thông qua một dự luật cho phép Ottawa có quyền tịch thu hoặc bán tài sản thuộc quyền sở hữu của các cá nhân, tổ chức nằm trong danh sách trừng phạt của Canada, trong đó có Nga. Tuy nhiên, chính phủ Canada tới nay vẫn chưa có động thái tịch thu hay bán tài sản Nga, vì ưu tiên hiện tại của Ottawa là giúp đỡ dân thường Ukraine bị ảnh hưởng vì xung đột. Trong khi đó, phía Moscow cảnh báo rằng bất kỳ nước nào có hành vi tịch thu tài sản của Nga sẽ được xem là trộm cắp và Nga sẽ đáp trả tương ứng. Tháng 4 năm 2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh thiết lập cơ chế cho phép Moscow tạm thời chiếm quản tài sản nước ngoài ở Nga trong trường hợp các nước này có liên quan việc tịch thu tài sản Nga hoặc có hành vi đe dọa an ninh quốc gia, năng lượng và kinh tế Nga. Theo tờ Foreign Policy, việc phương Tây tịch thu tài sản Nga để viện trợ cho Ukraine nhìn bề ngoài thì có vẻ có lợi nhưng lại tiềm ẩn nhiều hệ lụy đối với Kiev và thế giới. Thứ nhất, nó có thể trở thành con dao hai lưỡi gây khó khăn cho Ukraine trong việc tiếp nhận thêm viện trợ trong tương lai. Chẳng hạn, các chính trị gia Mỹ phản đối viện trợ Ukraine có thể lợi dụng khoản tiền này làm lý do để ngừng cấp viện trợ, cho rằng Kiev đã có đủ nguồn lực. Thứ hai, việc Ukraine nhận sử dụng số tiền có thể khiến nước này mất lợi thế tại các cuộc đàm phán trong tương lai. Theo Foreign Policy, việc đảm bảo Nga bồi thường thiệt hại sau cuộc xung đột có thể được dùng như một con bài mặt cả để Ukraine đạt được các điều kiện thuận lợi hơn trong quá trình đàm phán. Nếu nhận tài sản bị đóng băng của Nga và dùng hết thời điểm này, Ukraine sẽ mất đi lợi thế đó. Thứ ba, việc tịch thu tài sản Nga để viện trợ Ukraine tái thiết còn tạo ra nhiều hệ lụy về kinh tế, chính trị thế giới. Theo Foreign Policy, việc tịch thu tài sản Nga nếu diễn ra suôn sẻ có thể thiết lập một tiền lệ nguy hiểm, cho phép các quốc gia khác tịch thu tài sản của nhau trong tương lai. Điều này cũng có thể gây bất ổn toàn cầu, làm suy yếu hệ thống pháp lý thế giới. Thêm vào đó, tịch thu tài sản Nga có thể làm sâu sắc thêm căng thẳng giữa Nga và phương Tây, gây khó khăn cho nỗ lực hợp tác quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề chung như biến đổi khí hậu, chống khủng bố. Cuối cùng, việc tịch thu tài sản của Nga có thể gây lo ngại cho các nhà đầu tư, khiến họ lo rằng tài sản của họ cũng có thể bị tịch thu nếu bị coi là ủng hộ một chính phủ hoặc quốc gia mà phương Tây không thích. Điều này có thể khiến các nhà đầu tư dễ dao động cho các kênh tài chính phương Tây, thậm chí rút tiền khỏi phương Tây để chuyển sang các kênh tài chính khác mà họ cảm thấy an toàn hơn. Theo Foreign Policy, để giảm thiểu tác động tiêu cực của việc tịch thu tài sản Nga, các nước phương Tây phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thực hiện, đặc biệt cần có những quy định pháp lý rõ ràng về việc tịch thu tài sản, đảm bảo tính hợp pháp và công bằng. Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục ác liệt, đặc biệt là ở thành phố Avdiivka, tỉnh Donetsk, nơi Nga gần đây tuyên bố giành quyền kiểm soát. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng Nga đã chiếm được các vị trí thuận lợi và đẩy lùi 7 cuộc phản công của quân đội Ukraine ở Avdiivka, tiêu diệt khoảng 450 binh sĩ đối phương trong ngày qua. TASS dẫn lời ông Igor Kimakovsky, cố vấn của lãnh đạo nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng DPR, cáo buộc lực lượng Ukraine cài chất nổ vào thi thể các binh sĩ Ukraine trước khi rút lui khỏi Avdiivka. Ông Kimakovsky nói, các biện pháp kiểm tra và dọn dẹp vẫn tiếp tục ở Avdiivka vài giờ trước. Các đơn vị tấn công của chúng tôi đã tìm thấy thi thể của các binh sĩ Ukraine. Trong quá trình kiểm tra, chúng tôi phát hiện trên các thi thể có gài chất nổ. Theo quan chức này, các thi thể mang chất nổ nhằm dọc theo con đường mà lực lượng Ukraine rút quân ở Avdiivka. Trên hướng Donetsk, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng quân Moscow đã cải thiện các vị trí và gây tổn thất cho đối phương hơn 425 binh sĩ, 2 xe tăng, 4 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe chiến đấu bọc thép, 20 xe cơ giới, 1 pháo phản lực D-30 và 1 trạm radar phản pháo ANTPQ-36 trong ngày qua. Ở hướng Kupiansk, Nga tuyên bố đẩy lùi 5 cuộc phản công của quân đội Ukraine loại khỏi vòng chiến 30 binh sĩ, 2 xe chiến đấu bọc thép, 4 xe bán tải và 1 hệ thống pháo tự hành Akatsiya của đối phương. Tại Kherson, bộ này cho biết lực lượng Nga đã tiêu diệt khoảng 75 binh sĩ Ukraine, 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép, 8 xe cơ giới, 1 pháo tự hành Zuzana và 2 pháo D-30.
Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga cũng bắn hạ 12 rocket phóng từ các hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS và 99 UAV Ukraine trong 24 giờ qua. Theo đài Russia Today, Nga vừa đáp trả gay gắt việc Tổng thống Mỹ Joe Biden có phát ngôn gây sốc liên quan Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cụ thể, trong một sự kiện tại thành phố San Francisco, bang California, Mỹ, ông Biden đã gọi ông Putin là một trong các mối đe dọa đối với nhân loại bên cạnh xung đột hạt nhân và biến đổi khí hậu. Đáp lại nhận xét của nhà lãnh đạo Mỹ, ông Putin đã cười bằng một nụ cười mỉa mai và nói rằng phát ngôn trên của ông Biden là bằng chứng cho thấy sẽ tốt hơn cho Nga nếu ông Biden tiếp tục tại vị. Ông Putin nói, khi bạn hỏi về ưu tiên của chúng tôi đối với Tổng thống Mỹ tiếp theo, tôi nói rằng chúng tôi sẽ làm việc với bất kỳ ai. Nhưng đối với chúng tôi, đối với Nga, ông Biden sẽ tốt hơn dựa trên những gì mà ông ấy nói. Trước đó, với câu hỏi về ứng viên Tổng thống Mỹ yêu thích, ông Putin đã chọn ông Biden vì cho rằng đương kim Tổng thống Mỹ là một người giàu kinh nghiệm và dễ đoán. Nhà Trắng đã chỉ trích nhận xét này của ông Putin. Điện Kremlin ngày qua cũng bình luận trước phát ngôn gây sốc của ông Biden về ông Putin, cho rằng người Mỹ nên xấu hổ về nhà lãnh đạo của họ. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, đây là một sự ô nhục lớn đối với Mỹ. Nếu Tổng thống nước này sử dụng loại ngôn ngữ đó thì thật đáng xấu hổ. Ông Peskov cũng cho rằng, nhận xét của ông Biden nhằm thu hút cử tri Mỹ. Người phát ngôn lưu ý rằng, những nhận xét như vậy khó có thể làm tổn thương bất kỳ nguyên thủ quốc gia nào, chứ đừng nói đến là Tổng thống Putin. Bên cạnh đó, Đại sứ Mỹ ông Anatoly Antonov cho biết, Đại sứ quán Nga đã gửi cho Bộ Ngoại giao Mỹ công hàm phản đối mạnh mẽ về tính chất thái quá và không thể chấp nhận trong những bình luận của ông Biden. Xung đột Nga-Ukraine ngày qua vẫn nóng trên các mặt trận, đặc biệt chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục ác liệt ở miền Đông và miền Nam tới 70 trận giao chiến trong ngày. Cập nhật diễn biến liên quan đến xung đột sau chuyến thăm khu vực tiền tuyến phía Đông Bắc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thừa nhận Nga đã tận dụng cơ hội khi phương Tây chậm trễ viện trợ cho nước này và tình hình tại tiền tuyến là cực kỳ khó khăn. Ông Zelensky nói, tình hình hiện tại đang cực kỳ khó khăn ở một số khu vực tiền tuyến, nơi quân đội Nga đã tập trung tối đa lực lượng. Nga đang tận dụng sự chậm trễ trong việc viện trợ cho Ukraine, và đây là vấn đề rất nhạy cảm. Chúng tôi đang gặp vấn đề về thiếu hụt pháo binh, hệ thống phòng không ở tuyến đầu và tầm bắn xa hơn của vũ khí. Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông sẵn sàng gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson để thảo luận về dự luật viện trợ cho Ukraine, khẳng định Đảng Cộng Hòa đang phạm sai lầm lớn khi phản đối. Đảng Cộng Hòa đang mắc sai lầm lớn khi không hành động. Hãy nhìn xem cách họ rời bỏ các mối đe dọa từ Nga, rời bỏ NATO hay rời bỏ việc đáp ứng các nghĩa vụ của nước Mỹ. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì giống như vậy trong chính phủ Mỹ. Tuyên bố của Tổng thống Mỹ được đưa ra sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ cho biết không có kế hoạch ngay lập tức để bỏ phiếu về gói viện trợ an ninh quốc tế Mỹ trị giá 95 triệu USD cho Ukraine, Israel và Đài Loan, Trung Quốc. Trong đó, Ukraine chiếm phần lớn. Giữa lúc Ukraine gặp khó khăn trên tiền tuyến do bị Mỹ trì hoãn viện trợ, Nga cáo buộc quân đội Ukraine đang gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào các khu dân cư. Phát biểu họp báo tại trụ sở Liên Hợp Quốc, Đại sứ Nga Vasily Nebenzia hôm qua cho biết, đối mặt với những thất bại lớn trên chiến trường, cụ thể là việc mất thị trấn chiến lược Avdiivka. Gần đây, chính phủ Ukraine đang cố gắng bù đắp bằng cách tăng cường các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào dân thường. Cuộc tấn công này không có ý nghĩa gì về mặt chiến lược quân sự, cơ sở hạ tầng quân sự không nằm ở khu vực gần nơi xảy ra vụ pháo kích từ Ukraine. Thay vào đó, tên lửa đã được phóng một cách có tính toán với những người dân vô tội ở miền Đông. Chúng tôi kêu gọi Ban Thư ký Liên Hợp Quốc và các cơ quan lên án những hành vi như vậy, vốn vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Đại sứ Nga cũng chỉ trích ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ đang trục lợi từ việc cung cấp vũ khí quân sự cho Ukraine chống Nga. Tờ Financial Times dẫn ước tính của trường kinh tế Kiev KSE Ukraine rằng Ukraine tổn thất tới hơn 250 tỷ USD về kinh tế và cơ sở hạ tầng tính từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Trong khi đó, các nước phương Tây đã phong tỏa khối tài sản tổng giá trị hơn 300 tỷ USD của Nga ở nước ngoài nhằm ngăn Moscow thu lợi phục vụ chiến sự. Thậm chí các nước này còn muốn tịch thu số tài sản bị phong tỏa của Nga để viện trợ cho Ukraine tái thiết. Theo hãng tin Reuters, tính đến nay, Liên minh châu Âu EU đã phong tỏa khối tài sản tổng trị giá hơn 200 tỷ USD của Nga.
Bỉ, nước đang đảm nhận chức chủ tịch Hội đồng EU, thông báo rằng các thành viên EU đã nhất trí dùng phần lợi nhuận từ các tài sản bị đóng băng của Nga ở châu Âu để viện trợ Ukraine tái thiết. Theo Reuters, thỏa thuận này sẽ sớm được phê duyệt và kiểm tra pháp lý trước khi đưa vào áp dụng. Mỹ phong tỏa hơn 5 tỷ USD tài sản Nga ở nước này, theo tờ Politico. Tháng 6 năm 2023, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cho phép Mỹ tịch thu tài sản Nga viện trợ Ukraine tái thiết. Dự luật này vẫn cần được Thượng viện thông qua và Tổng thống Joe Biden ký thành luật. Theo Politico, dự luật trên gồm các điều khoản quan trọng như 1. Đảm bảo Nga sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại gây ra ở Ukraine. 2. Cấp quyền cho Washington tịch thu tài sản Nga ở Mỹ và chuyển những tài sản này cho Ukraine tái thiết. 3. Cho phép Bộ Ngoại giao Mỹ làm việc với các đối tác và đồng minh nhằm tịch thu thêm tài sản Nga ở nước ngoài. Ngoài những nước trên, Canada cũng đóng băng hơn 3 tỷ USD tài sản Nga ở nước này, theo đài CBS News. Tháng 6 năm 2022, Canada thông qua một dự luật cho phép Ottawa có quyền tịch thu hoặc bán tài sản thuộc quyền sở hữu của các cá nhân, tổ chức nằm trong danh sách trừng phạt của Canada, trong đó có Nga. Tuy nhiên, chính phủ Canada tới nay vẫn chưa có động thái tịch thu hay bán tài sản Nga, vì ưu tiên hiện tại của Ottawa là giúp đỡ dân thường Ukraine bị ảnh hưởng vì xung đột. Trong khi đó, phía Moscow cảnh báo rằng bất kỳ nước nào có hành vi tịch thu tài sản của Nga sẽ được xem là trộm cắp và Nga sẽ đáp trả tương ứng. Tháng 4 năm 2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh thiết lập cơ chế cho phép Moscow tạm thời chiếm quản tài sản nước ngoài ở Nga trong trường hợp các nước này có liên quan việc tịch thu tài sản Nga hoặc có hành vi đe dọa an ninh quốc gia, năng lượng và kinh tế Nga. Theo tờ Foreign Policy, việc phương Tây tịch thu tài sản Nga để viện trợ cho Ukraine nhìn bề ngoài thì có vẻ có lợi nhưng lại tiềm ẩn nhiều hệ lụy đối với Kiev và thế giới. Thứ nhất, nó có thể trở thành con dao hai lưỡi gây khó khăn cho Ukraine trong việc tiếp nhận thêm viện trợ trong tương lai. Chẳng hạn, các chính trị gia Mỹ phản đối viện trợ Ukraine có thể lợi dụng khoản tiền này làm lý do để ngừng cấp viện trợ, cho rằng Kiev đã có đủ nguồn lực. Thứ hai, việc Ukraine nhận sử dụng số tiền có thể khiến nước này mất lợi thế tại các cuộc đàm phán trong tương lai. Theo Foreign Policy, việc đảm bảo Nga bồi thường thiệt hại sau cuộc xung đột có thể được dùng như một con bài mặt cả để Ukraine đạt được các điều kiện thuận lợi hơn trong quá trình đàm phán. Nếu nhận tài sản bị đóng băng của Nga và dùng hết thời điểm này, Ukraine sẽ mất đi lợi thế đó. Thứ ba, việc tịch thu tài sản Nga để viện trợ Ukraine tái thiết còn tạo ra nhiều hệ lụy về kinh tế chính trị thế giới. Theo Foreign Policy, việc tịch thu tài sản Nga nếu diễn ra suôn sẻ có thể thiết lập một tiền lệ nguy hiểm, cho phép các quốc gia khác tịch thu tài sản của nhau trong tương lai. Điều này cũng có thể gây bất ổn toàn cầu, làm suy yếu hệ thống pháp lý thế giới. Thêm vào đó, tịch thu tài sản Nga có thể làm sâu sắc thêm căng thẳng giữa Nga và phương Tây, gây khó khăn cho nỗ lực hợp tác quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề chung như biến đổi khí hậu, chống khủng bố. Cuối cùng, việc tịch thu tài sản của Nga có thể gây lo ngại cho các nhà đầu tư, khiến họ lo rằng tài sản của họ cũng có thể bị tịch thu nếu bị coi là ủng hộ một chính phủ hoặc quốc gia mà phương Tây không thích. Điều này có thể khiến các nhà đầu tư dễ dao động cho các kênh tài chính phương Tây, thậm chí rút tiền khỏi phương Tây để chuyển sang các kênh tài chính khác mà họ cảm thấy an toàn hơn. Theo Foreign Policy, để giảm thiểu tác động tiêu cực của việc tịch thu tài sản Nga, các nước phương Tây phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thực hiện, đặc biệt cần có những quy định pháp lý rõ ràng về việc tịch thu tài sản, đảm bảo tính hợp pháp và công bằng. Quân đội Ukraine cho biết trong 4 ngày liên tiếp từ 17 đến 20 tháng 2, lực lượng nước này đã ngăn chặn nhiều cuộc tấn công của Nga, mà trong đó Nga đã tung số lượng lớn quân và xe bọc thép vào các trận đánh này. Các bản đồ nguồn mở về tình hình chiến trường cho thấy Nga đã đạt được những lợi ích ở rìa phía Tây và phía Nam làng Robotyne. Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington, Mỹ vào hôm 19 tháng 2 cho rằng lực lượng Nga đã tiến tới vùng ngoại ô phía Tây của ngôi làng Robotyne. Trước đó, ông Dmytro Likhovy, người phát ngôn lực lượng Ukraine chiến đấu trong khu vực này nói rằng có vẻ như Nga đã đặt mục tiêu đạt được một số thành công ở ngôi làng Robotyne và lên kế hoạch cố gắng chiếm nó. Ngày 19 tháng 2, ông tiếp tục thông tin rằng tình hình ở làng Robotyne rất căng thẳng, quân Nga đang tấn công rất dữ dội, tờ New York Times đưa tin. Các cuộc tấn công quanh Robotyne xảy ra khi lực lượng Nga chiếm thành trì chiến lược Avdiivka, cách đó khoảng 160 km về phía đông, và tấn công các vị trí của Ukraine ở bờ sông Dnipro, cách làng Robotyne hơn 370 km về phía tây.
Các nhà phân tích quân sự cho rằng, những cuộc tấn công gần như cùng lúc này được Nga thiết kế gây áp lực trên khắp chiến tuyến nhằm làm suy yếu khả năng rút lui và bổ sung quân của Kiev, buộc lực lượng này phải dùng đạn dược vốn đã cạn kiệt để chống trả, theo The New York Times. Ông Pasi Paroinen của nhóm Blackbird Group, chuyên gia phân tích hình ảnh vệ tinh và nội dung mạng xã hội từ chiến trường, cho rằng quân Nga đang cố gắng chiến đấu ở những nơi khác nhau, đồng thời thăm dò, kiểm tra khả năng phòng thủ và tìm kiếm điểm yếu của Ukraine. Ông Sehi Kuzan, chủ tịch nhóm nghiên cứu phi chính phủ của Trung tâm Hợp tác và An ninh Ukraine, cho biết Moscow sẽ cố gắng phát huy thành công của mình ở mặt trận phía đông trong những tuần tới và cắt đứt làng Robotyne bằng mọi giá. Ông Kuzan và các nhà phân tích khác đều cho rằng Moscow có hàng chục nghìn quân xung quanh Robotyne và dự đoán các cuộc tấn công sẽ tăng cường trong thời gian tới. Sau khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm 2022, Nga đã chiếm được Robotyne. Đến tháng 8 năm 2023, Ukraine đã giành lại được ngôi làng này từ tay Nga sau nhiều tuần chiến đấu ác liệt. Hiện nay, Robotyne bị quân Nga bao quanh phía Tây, Nam và Đông. Trong những tuần gần đây, lực lượng Nga đã tấn công vào hai bên sườn của khu vực này và dần dần chiếm lại những khu đất nhỏ bằng cách tấn công các nhóm nhỏ được hỗ trợ bằng xe bọc thép. Ông Ryba, blogger quân sự nổi tiếng của Nga, nói rằng quân Nga đã giành được chỗ đứng ở vùng ngoại ô phía nam Robotyne và giao tranh hiện đang xảy ra trong ngôi làng, nơi phần lớn đã bị phá hủy trong cuộc giao tranh vào mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận. Ông Paronen cho rằng Nga đã chiếm lại một số công sự bị mất trong cuộc phản công mùa hè năm ngoái của Ukraine. Về câu hỏi liệu Ukraine có giữ được Robotyne, theo ông Paroinen, Ukraine không dễ phòng thủ bảo vệ ngôi làng vì quân Nga kiểm soát vùng đất cao xung quanh khu vực. Ông Paroinen nhận định đây là một vấn đề lớn đối với Ukraine và nói rằng Nga đã bố trí 3 sư đoàn xung quanh Robotyne, từ 30.000 đến 40.000 lính, bao gồm một số đơn vị lính dù tinh nhuệ. Chuyên gia Kuzan hy vọng rằng một số binh sĩ Ukraine tham chiến ở Avdiivka sẽ được tái triển khai đến các khu vực khác của chiến tuyến trong những tháng tới, có thể là xung quanh Robotyne, để hỗ trợ lực lượng phản công ở khu vực này. Cũng theo ông Kuzan, các nhà phân tích quân sự, việc phương Tây bị trì hoãn việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine đã làm suy yếu khả năng phòng thủ của nước này dọc chiến tuyến. Ông Kuzan nói, lực lượng Nga đã biết rằng Ukraine thực sự đang thiếu đạn, nghĩa là Ukraine không thể đáp trả mọi cuộc tấn công của Nga và Nga sẽ tiếp tục gây áp lực lên Robotyne. Trước đó vào ngày 19 tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận rằng tình hình cực kỳ khó khăn ở một số khu vực trên tiền tuyến, nơi quân đội Nga đã tích lũy tối đa lực lượng dự bị. Ông Zelensky cũng nói thêm rằng Nga đang tận dụng sự chậm trễ trong việc viện trợ cho Ukraine tiếp tục tấn công. Vấn đề lớn của Ukraine hiện nay là nước này đang bảo vệ tiền tuyến dài 1.000 km với tình trạng thiếu đạn pháo và các loại đạn dược khác thường xuyên vì gói viện trợ quân sự trị giá 60 tỷ USD của Mỹ đã bị trì hoãn tại Quốc hội kể từ tháng 12 và châu Âu đang gặp khó khăn trong việc thực hiện những gì họ đã cam kết. Ngoài ra, các đơn vị mạnh hơn của Ukraine đã chiến đấu gần như không ngừng nghỉ trong 2 năm, trong khi Nga huy động thêm 300.000 quân để tăng ưu thế về quân số. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đổ lỗi cho các nước phương Tây về việc cho phép Nga chiếm thế thượng phong ở Avdiivka. Ông cho rằng việc phương Tây không viện trợ vũ khí, đặc biệt là pháo binh và vũ khí tầm xa, khiến Ukraine không thể bảo vệ thành phố quan trọng này. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết, Kiev đã rút ra một số bài học từ việc mất đi Avdiivka, cụ thể là tầm quan trọng của hệ thống phòng không, vũ khí tầm xa, đạn pháo và công sự. Ông Umerov cho biết, cần có các hệ thống phòng không hiện đại để đối phương không sử dụng bom dẫn đường, cần có vũ khí tầm xa để tiêu diệt đội hình của đối phương, cần có đạn pháo. Ukraine cũng nhanh chóng thích nghi với một lập trường phòng thủ tích cực mới để tiếp tục làm suy yếu lực lượng Nga. Nhưng Kiev chỉ có thể giành chiến thắng trong trận chiến ở miền Đông cũng như trên khắp chiến tuyến nếu có sự thay đổi từng bước về công nghệ và sự hỗ trợ mạnh hơn của khí tài do phương Tây cung cấp. Sự xuất hiện của máy bay chiến đấu F-16 ít nhất sẽ làm nghiêng đi sự cân bằng trên bầu trời, nhưng các hệ thống tên lửa tầm xa nhằm tấn công hậu phương Nga cũng là một nhu cầu cấp thiết và là điều mà nhiều chính phủ phương Tây vẫn chưa sẵn sàng cung cấp do lo ngại nguy cơ leo thang xung đột với Nga. Trong một diễn biến liên quan đến tình hình chiến sự đang leo thang căng thẳng thời gian qua giữa Nga và Ukraine, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc phương Tây gửi máy bay chiến đấu F-16 tới Ukraine có thể làm mồi lửa cho cuộc xung đột hạt nhân.
Trả lời phỏng vấn tại thủ đô Moscow, Nga vào hôm 22 tháng 2, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev cảnh báo rằng việc các nước phương Tây gửi máy bay chiến đấu F-16 tới Ukraine có thể kéo theo nguy cơ xảy ra xung đột hạt nhân, theo hãng thông tấn TASS. Đài Russia Today thông tin, các quan chức Nga trước nay luôn cảnh báo rằng việc phương Tây gửi F-16 tới Ukraine có thể dẫn đến nguy cơ leo thang xung đột ngoài ý muốn vì máy bay này có thể triển khai bom trọng lực hạt nhân. Ông Medvedev nói, chẳng ai muốn một cuộc chiến hạt nhân nổ ra. Nhưng nếu F-16 tới Ukraine, chúng tôi không chắc quân đội nước này không dùng F-16 triển khai các đợt tấn công hạt nhân vào Nga. Ông Medvedev lưu ý rằng, các đồng minh của Ukraine có thể không nhận thức được nguy cơ quân Kiev sử dụng vũ khí hạt nhân tấn công Nga. Ông còn nhấn mạnh rằng, viễn cảnh này sẽ buộc người dân phải trốn trong hầm trú ẩn và đẩy thế giới đến bờ vực của ngày tận thế. Phía Ukraine và phương Tây chưa phản ứng về phát ngôn của ông Medvedev. Quân đội Ukraine đã liên tục kêu gọi các đồng minh phương Tây viện trợ máy bay chiến đấu F-16 để chống trả các đợt không kích của quân Nga và chiếm lấy ưu thế trên không. Các thành viên thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang tích cực hỗ trợ huấn luyện phi công Ukraine sử dụng F-16 và F-16 sẽ tới Ukraine sau khi các khóa huấn luyện này kết thúc. Hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong ngày 23 tháng 2, các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ một UAV của Ukraine trên không phận tỉnh Belgorod, Nga, giáp biên giới với Ukraine. Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 23 tháng 2, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng tên lửa Nga đã bắn trúng bệ phóng, đạn dược và các thành phần khác của hệ thống tên lửa phòng không Patriot mà Mỹ viện trợ cho Ukraine. Theo bộ này, lực lượng Nga trong tuần qua đã giải phóng khu đô thị Pobeda và giành quyền kiểm soát được nhiều vị trí thuận lợi hơn ở tỉnh Donetsk, đồng thời đẩy lùi nhiều cuộc phản công của Ukraine tại mặt trận này. Tính riêng Donetsk, phía Nga tuyên bố đã loại hơn 6.650 binh sĩ Ukraine khỏi vòng chiến, trong đó nhiều nhất là ở Avdiivka với hơn 2.900 binh sĩ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine thiệt hại hơn 460 binh sĩ, 5 xe tăng và 14 khẩu pháo giải chiến ở tỉnh Kherson trong tuần qua. Tại Kherson, các lực lượng Nga cũng phá hủy nhiều khí tài hạng nặng của Ukraine. Các khí tài này bao gồm tên lửa hành trình Storm Shadow, tên lửa Patriot, tên lửa đất đối không S-200, 6 quả bom dẫn đường chính xác JDAM. Phía Nga cũng tuyên bố đã phá hủy 652 UAV Ukraine trong tuần qua. Lực lượng vũ trang Nga đã mở 37 cuộc tấn công phối hợp trong tuần qua, sử dụng vũ khí chính xác nhằm vào các công sự, các doanh nghiệp công nghiệp quân sự, kho đạn dược và nhiên liệu, cơ sở hạ tầng sân bay và các điểm tập kết của quân Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài. Trong chuyến thăm Ukraine ngày 23 tháng 2, lãnh đạo phe đa số dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer kêu gọi Hạ viện Mỹ thông qua gói viện trợ cho Ukraine. Đài CNN đưa tin, trong cuộc họp báo ở tỉnh Lviv, Ukraine, ông Schumer cảnh báo rằng Ukraine có nguy cơ thua cuộc nếu không có viện trợ của Mỹ, theo tờ The Kiev Independent. Ông Schumer nói thêm rằng, việc không hỗ trợ Ukraine sẽ làm tổn hại đến vị thế của Mỹ trên thế giới và làm tăng khả năng xảy ra nhiều xung đột hơn trong tương lai, điều có thể khiến Mỹ phải can thiệp vào thực địa. Sau nhiều tháng đàm phán lưỡng đảng, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật viện trợ trị giá 95 tỷ USD hôm 13 tháng 2, trong đó phân bố 60 tỷ USD cho Ukraine. Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết đến nay vẫn từ chối đưa dự luật ra biểu quyết tại Hạ viện. Chia sẻ với Ukrainform, Hạ nghị sĩ Cộng hòa Joe Wilson chắc chắn rằng vấn đề viện trợ Ukraine sẽ được giải quyết vào tháng 3. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân Nga đã tập trung tối đa lực lượng dự trữ, tận dụng thực tế phương Tây chậm trễ viện trợ cho Ukraine, khiến tình hình ở một số nơi trên tiền tuyến vô cùng khó khăn, theo Ukrainform. Ông Zelensky nói, Nga đang tận dụng sự chậm trễ trong việc viện trợ cho Ukraine, và đây là những vấn đề rất rõ. Ukraine thiếu pháo binh, quân đội Ukraine cần có phòng không ở tuyến đầu và các loại vũ khí cần có tầm bắn xa hơn. Ukraine đang làm việc với các đối tác của mình để tiếp tục mở rộng hơn viện trợ. Đồng thời, ông Zelensky đã đến thăm các lực lượng Ukraine ở thành phố Kupiansk, tỉnh Kharkov để nghe báo cáo về tình hình tiền tuyến. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!